Cô chú ơi, năm nay Tết Giáp Thìn của cô chú cũng khác. Năm nay là thêm một thành viên mới, thêm một con dâu mới nên là gia đình nó vẫn khác hơn nhiều. Thế đã có cô dâu cả rồi đúng không? Tức là Dạ, anh đúng của rồi. Hậu là đã cưới rồi. Anh Hậu cưới được 5 năm rồi. Và đấy nó có được một đứa cháu lớn rồi đấy. Thế năm vừa rồi là bố mẹ có giục phải cưới không hay là tự quyết định của hai đôi bạn trẻ? Em cũng hẹn hò với nhau cũng được một thời gian rồi thì cũng đủ chín chắn rồi và đi đến quyết định thành lập Cái gia đình. này đối đấy do vợ chồng nó, vì thực tế của nó là bố mẹ giục cũng chả được, Vâng. vì thực sự của nó là nó yêu nhau 3 năm nay rồi, bảo thôi thì tình thế nào chứ bây giờ đấy, thế nào bảo thôi thì được bọn con cưới và ớt đấy tùy. Bố mẹ cũng có hỏi tình hình thế nào Thế trước khi mà cưới vợ thì đấy. Hậu ngoài chuyện là tập luyện thì chắc ngày Tết cũng có thời gian cho gia đình đúng không ạ? Vì thực tế mà nói là năm nay là Hậu bị chấn thương thì là còn có thời gian về nhà hơn. Mọi năm là có 27, 28 mới về mà. Nó sẽ tùy theo giải đấu của bọn em và có những năm mà em không ăn Tết ở nhà. Chẳng hạn như năm 2019 lúc đấy là em đi sang nước ngoài đá và em ăn Tết ở Hà Lan. Không thể về được, không thể xin về được Vâng, đúng không? còn có một năm em ở Hàn. Vâng, Chữa đầu là em gối. đi 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 chữa chấn thương ở ở Hàn Quốc. Thì mọi người ăn Tết xong rồi ngày mùng 10 em mới về. Thế nhưng mà nếu mà về nhà thì sẽ làm gì? Mọi Tết bình thường ấy thì em cũng đi cùng với mẹ đi xuống chợ để chuẩn bị mua đồ Tết và mua những đồ ăn để về làm những cái món ăn cho ngày Thế năm nay là anh này nhiều trách nhiệm hơn, không chỉ lo Tết. cho gia đình mà bố lại là con trưởng đúng không? Vâng ạ. Thì chắc chắn là phải lo nhiều hơn mà còn gia đình nhỏ nữa. Vâng, nói chung là không khí Tết ở quê thì em nghĩ là rất là ấm cúng, rất là vui khi mà những ngày Tết thì họ hàng sẽ tụ tập vào một nhà, chẳng hạn như nhà nhà em là nhà trưởng thì họ hàng sẽ quây quần vào nhà nhà trưởng nhà em đón xuân năm mới. Thế còn với My thì sao? Theo anh biết là lần đầu tiên một cô gái Hà Nội bỏ Hà Nội vào ngày mùng 1 Tết để về quê chồng đúng không? Thực ra là cũng có bỡ ngỡ. Bình thường những năm trước là mùng 2 em về thì em cũng chỉ về được có tầm nửa ngày thôi. Xong sau đó em lại phải lên Hà Nội. Nhưng mà năm nay là được ở đây nên là cũng vừa được đón giao thừa cùng với cả bố mẹ nữa, mà cũng vừa được hưởng thụ trọn vẹn mùng 1 đi lễ chùa cùng với cả mọi người, rồi những cái trải nghiệm mới như là lần đầu được gói bánh chưng rồi tự luộc bánh chưng cùng với mọi người luôn. Xong sau đó là đón giao thừa cùng với cả bố mẹ và cùng với chồng nữa. Em nghĩ đây cũng là một cái mà rất là mới. Ngày Tết cháu cũng nghĩ là thời điểm mà tất cả mọi người đều có rất nhiều ước nguyện. Điều mong ước của cô chú năm nay là gì ạ? Năm nay cô chú thực sự nói là cũng rất là mong muốn làm sao như vậy là cuối năm sang năm như vậy là thêm được một thành viên mới nữa. Thế còn với Hậu và My? Thực sự là sang năm Giáp Thìn này thì gia đình em cũng rất là mong muốn sẽ đón thêm thành viên của gia đình và năm tới sẽ được bế con để đi họ hàng để chúc Tết họ Thế hàng. là trưởng thành làm người rồi ạ. Và năm mới cũng cũng mong muốn sẽ được đi ra lễ chùa và cầu cho những người xung quanh sẽ được bình an khỏe mạnh và công việc luôn luôn thuận lợi. Thực ra là anh đến đúng lúc nhà em cũng đang chuẩn bị đi Đã chùa chuẩn bị đi chùa đấy. và nên đây thì em cũng tiện luôn em cũng mời anh đi ra chùa cùng gia đình em Hay và đón quá, không hay quá. Mời chú đi ra chùa. Vâng, đi chùa đầu năm là phong tục của tất cả mọi người Việt Nam và cháu cũng cảm thấy rất may mắn. Đúng lúc như này lại được đi chùa cầu an luôn ở đây. Thế thôi mình đi nhờ. Dạ vâng, Dạ vâng, đi ạ. cứ đi. Cháu xin cảm ơn cô chú hôm nay đến nhà cô chú đầu năm quá vui được gặp cả Hậu My và đặc biệt nữa được đi ra chùa để lễ đầu năm. Nhân đây thì cháu cũng xin được chúc cô chú năm mới Giáp Thìn sẽ có nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc Hậu sẽ luôn luôn có nhiều sức khỏe, đá thật hay,
xong tất cả các trận của mình. Còn My thì sẽ luôn luôn là người vợ hiền, đảm đang để chăm sóc, để làm sao chồng có những thành tích tốt nhất. Và cũng xin chúc cả nhà có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, thắng lợi mới trong năm nay ạ. Chú cảm ơn, chú thay mặt gia đình xin cảm ơn các cháu đã cố gắng như vậy bớt chút thời gian đầu xuân năm mới về cùng với gia đình. Chúng vui được đi dự lễ chùa gia đình như thế này là không có gì rất là may mắn đúng không ạ? Dạ, cảm ơn. Cho em cũng gửi lời cảm ơn và cũng gửi như lời chúc đến cho tất cả khán giả của VTV và chúc cho mọi người có một năm mới, năm Giáp Thìn sẽ có thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe, hạnh phúc và sẽ đạt được những điều mà mình mong muốn. Đang sống bao lâu, ai ai cũng mến thương nhau. Những con người bao đời vui buồn cùng sớt chia nhau. Nhớ về núi Ngũ Hành, nhớ thương người dòng làng. Nghe Hồng Lĩnh kiên cường, chớ quên thăm dòng hương. Cảm nhận tình yêu đậm đà, tình bạn càng thêm mặn mà. Yêu người miền Trung hiền hòa, yêu hai vùng đất quê ta. Vẫn dòng nói nghe chiều mến không bao giờ quên. Giữ vùng đất mang đậm nét quê hương là đây. Miền Trung non nước hùng vĩ, con người trời đất giao hòa. Tình yêu từ mưa từ nắng khơi dòng cảm xúc tự hào. Là người miền Trung la 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 la. Sống bao lâu, ai ai cũng mến thương nhau. Những con người bao đời vui buồn cùng sớt chia nhau. Nhớ về núi Ngũ Hành, nhớ thương người dòng làng. Nghe Hồng Lĩnh kiên cường, chớ quên thăm dòng hương. Cảm nhận tình yêu đậm đà, tình bạn càng thêm mặn mà. Yêu người miền Trung hiền hòa, yêu hai vùng đất quê ta. Vẫn dòng nói nghe chiều mến không bao giờ quên. Giữ vùng đất mang đậm nét quê hương là đây. Miền Trung non nước hùng vĩ, con người trời đất giao hòa. Tình yêu từ mưa từ nắng khơi dòng cảm xúc tự hào. Là người miền Trung la 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 la. Miền Trung non nước hùng vĩ, con người trời đất giao hòa. Tình yêu từ mưa từ nắng khơi dòng cảm xúc tự hào. Là người miền Trung khơi dòng cảm xúc tự hào. Là người miền Trung khơi dòng cảm xúc tự hào. Là người miền Trung.
Quý vị thân mến, trong câu chuyện tiếp theo, chúng ta sẽ nói về gia đình theo nghĩa rộng lớn hơn. Đó chính là quê hương, nguồn cội. Một người phụ nữ trưởng thành, lớn lên, sinh sống và làm việc tại nước ngoài và đã đi tới rất nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng càng đi xa lại càng muốn trở về Việt Nam, về bên gia đình. Hãy cùng gặp gỡ với nhà thiết kế La Phạm. Xin chào chị La Phạm. Xin chào Mỹ Lan. Chúc mừng năm mới chị. Chúc mừng năm mới em. Em có một món quà xuân gửi tới chị và gia đình. Đến nhà lại còn có quà nữa. Cảm ơn Mỹ Lan nhiều. Mà toàn đặc sản của Tây Bắc chị ạ. Nấm này, miến, măng rừng rất là ngon. Trời, chị rất là thích Tây Bắc luôn. Cảm ơn em. Chúc chị một cái Tết nhiều hương vị Tây Bắc nhé. Chị cảm ơn em. Xin mời Lan vào nhà mình cùng nói chuyện nhé. Dạ. Thú thực là khi bước vào không gian này em cứ cảm tưởng như là mình đang ở một góc nào đó của Tây Bắc, chứ không nghĩ là đang giữa thủ đô Hà Nội đâu ạ. Tại sao chất liệu này rồi là những sắc màu thổ cẩm rực rỡ này lại hấp dẫn chị đến thế? Trong thời gian dịch ấy, mình đã có những cái chuyến đi lên phía Tây Bắc, khám phá được không chỉ là thổ cẩm, các sắc màu khác nhau của các dân tộc khác nhau, rồi cảnh quan và những nét văn hóa rất là đẹp. Thế từ đó thì mình cứ bị mê hoặc. Mình không chỉ vui khi mà làm được những cái sản phẩm có ứng dụng cao mà còn tạo ra được đầu ra, tăng được thêm kế sinh nhai cho bà con dân tộc mà lại còn bảo tồn được làng nghề của họ nữa. Và mình thì mình mong muốn là mang được thổ cẩm đến với nhiều người hơn, nó trở nên ứng dụng được rộng rãi. Ai cũng mặc được chị nhỉ? Giống như là quý vị thấy ngay hôm nay Mỹ Lan có mặc một cái áo khoác của nhà thiết kế La Phạm. Đây là chất liệu thổ cẩm của dân tộc gì đấy chị? Đây là chất liệu thổ cẩm người Mông và được thêu bằng tay. Còn cái mà áo mà mình mặc thì là thổ cẩm nhưng mà được vẽ bằng sáp ong. Mỗi một nơi có một cái kỹ thuật khác nhau và mỗi cái dân tộc đó thì mang một cái sắc màu khác nhau. Nếu mà mình chỉ đi để khám phá và mình chỉ để học thì chắc là có lẽ là cả đời mình cũng chưa khám phá được hết 54 dân tộc của Việt Nam. Em thấy trên bàn đang có rất nhiều những tấm vải khác nhau. Thì đây là vải thổ cẩm của các dân tộc nào ạ? Ở đây thì mình có vải của dân tộc Mông, dân tộc Giao, dân tộc Thái và dân tộc Ede. Để làm ra thổ cẩm thì bà con dân tộc phải làm rất là lâu, hàng tháng và đến một năm thì họ mới làm ra được một cái sản phẩm để mặc. Cho nên là mình sẽ không vứt một cái miếng thổ cẩm nào hết. Ví dụ như là những cái miếng thổ cẩm mà lớn ấy, thì mình sẽ sử dụng để thiết kế làm quần áo. Những cái miếng nhỏ thì có thể ví dụ làm cái lót bàn này, lót gốc này, hoặc thậm chí là cả khuyên tai đúng không chị? Đúng rồi, cả khuyên tai và những cái vật trang trí. Thổ cẩm có cái tính chất là rất là độc bản bởi vì là người dân tộc họ hoàn toàn họ làm theo cảm xúc. Chính vì thế là mỗi cái sản phẩm mà La Phạm thiết kế ra thì nó mang tính rất là độc bản. Và chắc hẳn đó là lý do mà tại sao những sản phẩm thời trang thổ cẩm của La Phạm hiện nay đang rất được yêu thích. Thậm chí là chị đã mang những tác phẩm của mình tới bạn bè quốc tế thông qua những tuần lễ thời trang ở nước ngoài nữa. Chị thấy sự đón nhận của các khách hàng nước ngoài như thế nào? Đến nay thì La Phạm đã tham gia 2 tuần lễ thời trang ở Thụy Sĩ thì đã được những người đến dự đón nhận rất là nhiệt tình. Chúng tôi không chỉ có khách hàng sinh sống, làm việc tại nước ngoài, chị lại quyết định quay trở về Việt Nam và gắn bó với Hà Nội. Trong cái chuyến hành trình trở về Việt Nam ấy, mình hiểu ra rằng gia đình là một cái từ rất là thiêng liêng. Lúc trẻ thì mình muốn đi khắp nơi trên thế giới và mình thấy coi như là ở đâu cũng là nhà được và ở đâu cũng cảm thấy gắn bó được. Và khi mà trải qua rất là nhiều sóng gió và đã có rất là nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, khi mà về Hà Nội thì mình cảm thấy rất là thân thương. Ở đây có những người mà yêu mình một cách vô điều kiện, đó là bố mẹ, anh chị em mình, rồi có người bạn đời mình đã gặp ở đây, có con của mình. Phát triển lên là những người bạn mình đã gặp trên đường đời, tiếp đó là những người khách hàng nữa. Họ luôn cho mình rất là nhiều những cái lời động viên, những cái tình cảm rất là chân thành. Hà Nội chính là gia đình của mình. Ông xã chị là người nước ngoài được không ạ? Đúng. Anh có thích gắn bó với Hà Nội không? Có thích ở Việt Nam không hay là muốn trở về nước ngoài ạ? Ông xã của mình gặp ở Việt Nam và ông xã chính là một cái nguồn động lực mà mình cảm thấy yêu Việt Nam hơn. Với những người nước ngoài thì Việt Nam giống như là một cái nơi mà để họ đến khám phá và tìm hiểu. Và qua ông xã thì mình còn tìm hiểu được Hà Nội một cách trọn vẹn hơn. Ô thật ạ?
Tức là chính anh là người thậm chí còn truyền tình yêu Hà Nội tới chị nữa. Đối với mình, Hà Nội như là một cái ký ức như mình sống từ hồi nhỏ. Ông xã đã đưa mình đến rất là nhiều nơi và mình thậm chí là đến nay vẫn tiếp tục tìm hiểu Hà Nội. Và càng tìm hiểu thì sẽ càng yêu đấy chị. Đúng rồi ạ. Đến nay tình yêu đến quê hương thì được chúng mình tiếp tục truyền đến các bé nhà mình. Mình có 3 bé, bé lớn đầu tiên và bé thứ hai thì đang du học ở nước ngoài. Bé thứ hai tên là Irina Mai vì bé được sinh vào mùa xuân, đúng vào sau dịp Tết. Bé đầu tiên tên là Greco Việt và bé út thì tên là Luca Nam. Tức là ghép lại là thành Việt Nam đúng không chị? Đúng rồi, chính những cái tên của các cháu mà mình mong muốn rằng cho dù là ở đâu, ở nước ngoài hay Việt Nam thì các con của mình cũng sẽ hướng đến quê hương cuồn cội và trân trọng hai chữ gia đình. Xin cảm ơn những chia sẻ rất ấm áp nhân dịp đầu xuân của chị La Phạm. Chúc chị và gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Gia đình luôn luôn có nhau, nhớ về nhau. Và mong rằng La Phạm sẽ tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp của các dân tộc Việt Nam tới cho người yêu thời trang trong nước và bạn bè quốc tế. Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là một tiết mục rất đặc biệt. Những thành viên của gia đình VTV, các biên tập viên, MC, các nghệ sĩ, ca sĩ, đạo diễn đã quay trở về khán giả truyền hình cùng với người thân của họ sẽ xuất hiện trong những bộ trang phục vừa truyền thống về hiện đại của nhà thiết kế La Phạm. Câu hát như lời thơ trong không gian mênh mang, nghe vang
cho ai cùng hát. Để cho lòng nóng, ai cho ai cùng hát.